mời các bạn nha. Ê, tao bộ tao tưởng mày ngủ đi ăn má, mày chơi nhỏ mày. Tao đâu, em cho nhỏ xíu. Chưa clip đầu mà kiểu dễ dàng quá, ăn gì đâu có chui. Hey chào các bạn, mình là Phong đây. Hôm nay mình đã quay trở lại sau 2 năm vắng bóng trên YouTube. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thành viên mới của team mình. Hello. Các bạn biết ai không? Chắc không biết đâu. Biết mới sợ. Em mình đó. Team mà bác bạn nghĩ là hai đứa à? Không có đâu. 4 đứa nè. Còn 2 người nữa. Mà nãy giờ đi lâu rồi nghe, thấy hơi lâu rồi á. Mình đã nhập, chào các bạn. Còn bà Long nha bạn. Thấy hai bạn đi hơi lâu rồi đó. Ủa sao mà sao mà coi giờ đi đâu? Đi đâu? Mày chú kênh nói gì đâu. Đi đây nè. Thì cuối cùng đã tới các bạn. Đây là quán kem chiên. Xưa đi học là mình hay ăn quán kem này lắm. Chiên lên á, ăn béo béo. Tưởng đi ăn sang á. Ăn mấy bạn mình thì xưa nó ăn chứ nó quên rồi. Không biết. Quên. Còn đây nãy ăn nữa, không biết chưa. Vô mình ngồi ăn nha các bạn. Ê, ăn nha. Ăn kem nha. Kem được không? Được, được chứ. Ăn cái gì ăn cũng được. Rồi vậy ha. Vô cho em nè, vô. Dạ. Tập bạn nuôi cũng đẹp ha. Ăn gì kêu bốn loại năm loại ăn thử đi. Em ăn phô mai que. Gì? Em ăn phô mai que. Ngon ta? Ngon chứ. Không ăn sao biết? Khoai môn hả? Ờ, khoai môn đi về. Tao ăn sầu riêng. Khoai môn. Ờ, năm loại luôn. Năm loại bốn người. Rồi. Chiên sao? Giữa để tao hai cây. Rồi. Hai cây được luôn. Ra tao dạ nhất đi đấy mẹ. Em nhỏ nhất em phải ăn hai cây chưa? Nhỏ, đủ. Mình phải nhỏ mình hết thôi. Đâu, ăn nhiều nó mới thích chuyện. Thằng nào rủ đi ăn mà hai cây. Ai kêu nhiêu mà nhiêu. Năm loại chú ơi. Đây là năm món kem. Hình như cái nào nãy vani đâu bay. Đây nè, kem chiên nha bạn. Cái gan nha. Năm mình con. Này vani đúng không? Ừ, ăn sao? Ăn đi. Đây, lấy cái này ra nè. Quá ngon ta. Đây sầu riêng, mày làm cái gì á? Ủa, này là vani ba. Món này không ngon vậy? Cái món này ba. Đây, chưa? Vani. Mày bao nhiêu mỡ à? Ồ, đâu ăn thử coi. Các bạn. Ngon. Ủa, 7-8 năm không ăn, cái giờ ăn lại. 2 năm trộn ăn mà giờ ăn lại quá ngon. Nhớ ngon. Đây ngồi nãy giờ còn hơi ấy, hơi bớt giòn. Cũng nghe, ở đây mày muốn ăn luôn á. Yeah. Ngon không? Năm qua nè. Quýt tớp ăn cảm giác nè các bạn. Chưa chưa mà nắng nắng cho đây ăn á. Mát lạnh. Thôi, nãy ăn kem đấy, tao nhắc sao? Ngon. Cái này em thấy lâu năm rồi mới ăn lại. Em thấy nó hoài niệm gì quá khứ. Vậy đó hả? Đúng rồi. Ừ, chứ sao? Là anh dẫn ai ăn mà phải ngon chứ. Rồi ăn. Nam mặc đồ đẹp em tưởng anh dẫn em đi ăn. Ờ, bay ơi, bay. Bay ơi. Bữa sau bay đi, ơi. Đúng không các bạn? Giờ bay ơi, bay quen. Ơi. Bay ơi. Ông cố sao đi, đúng không các bạn? Ông cố. Dạ. Nó xài anh em ơi. Nào anh em. Ngon không tưởng không? Mời các bạn nha. Ê. Tao bộ. Ai út mà. Không. Đi hả đi em. Đúng vậy. Dạ. Thăng luôn đi. Ừ. Đẹp quá. Nó giờ đi đâu rồi? Đi kéo các bạn. Ờ. Thảo. Nè cầm cam em. Ừ. Cái gì? Ông ăn nhẹ em. Hello. Nay tôi sẽ múc bang phô mai que. Nghĩa là mình không biết là nó có kéo sợi không nữa. Bị đứt rồi. Các bạn hiểu rồi đó. Phải dễ dàng ăn vậy. Ăn kia đâu trời.
cái gì? Giờ về luôn hả? Giờ luôn chứ sao vậy? Tụi mày ngủ đi ăn má, mày chơi nhỏ mày. Tao đâu, em cho nhỏ xíu. Chưa clip đầu rồi, kiểu dễ dàng quá, ăn gì đâu có chú ý. Ai đâu có cắt cho mày, ai đâu có cắt cho luôn. Nhắn chơi kiểu vậy trời. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi. Ông cố ơi. Ông cố. Trời ơi. Thôi mình về nha các bạn. Để cho nó đó đi. Ôi, lúc liếu đầu luôn vậy. Vậy nha mọi người. Xin lỗi Thảo. Xin lỗi em. Trời ơi. Mọi người ăn miếng cuối cùng với mình nha. Thắng tôi hả? Ui. Mẹ. Như vậy rồi mình nói chuyện. Đúng không? Sao lâu với người ta? Trời ơi, không sao. Sao nó tao làm thiệt luôn. Ai hút thì mà. Ngủ giống thiệt á. Giỡn mặt hả trời. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà. Chắc mình đi về luôn nha các bạn ơi. Chú ơi, cho con tính tiền. Dạ, con gửi tiền. À, mình nghĩ là mình không biết nên đi hướng nào luôn. Hello, anh đâu vậy? Phiền quá các bạn ơi. Dạ, đây nè chú ơi. Dạ, tới rồi, tới rồi. Trái em. Dạ. Rồi. Dạ, anh gửi nóng. Rồi. Mày nó ngu kìa. Trời ơi, ngộ à. Hay quá ha. Rồi cái đang ăn kem, cái tự nhiên bỏ đi về chơi game. Vậy là nãy chị bỏ về hả? Nãy nó đi tèo mà. Cái bỏ người ta mình chảnh luôn. Trời ơi, bắt xe. Về cũng nói. Từ từ, từ từ. Về, về. Có gì tự dạy em vậy hả? Rất. Vậy hả, mẹ nấu cơm nhà ơi. Ủa chứ. Ra quay khúc cuối nè. Quay quay gì nữa. Tao quỳ tao lại mày tao nè. Đồ của tao lại mày bớt khùng giùm tao đi ha. Ok các bạn thì xong rồi nha. Bữa nay là mình dẫn tay đi ăn. Vui không cử cái. Vui quá vui. Dẫn xíu mà làm ghê luôn á. Hồi nãy ăn nhiêu tiền á xíu về trả nha. Tưởng về dẫn đi ăn thiệt cái gì. Không hiểu luôn á. Chờ kỳ vậy. Chờ cho nãy mày bỏ đi về trời. Hả về lẹ đi. Không chào bạn không chơi. Chào con què. Bye. Nhớ đón xem clip mới nha. Bye.